Khi bọn họ đến nhà của Lý Lang, thầy Phi Hồng đi vào kiểm tra cửa gỗ nhà Lý Lang cẩn thận. Ông xem vết xước trên cửa gỗ rồi kiểm tra dấu chân. Sau đó ông bảo Lý Lang và trưởng làng hãy mau gọi một vài người đàn ông khỏe mạnh trong làng đi theo. Nhớ mang thêm một ít củi khô và cam thảo. Chúng ta phải khẩn trương làm càng sớm càng tốt, trước khi trời tối đi. Thế rồi bọn họ chuẩn bị cẩn thận đầy đủ vật dụng cần thiết. Sau đó khởi hành đi đến mộ của người vợ Lý Lang. Sau khi đến nơi, họ phát hiện ra quan tài đã trống rỗng và mở toang. Xung quanh quan tài xuất hiện tóc trắng, chắc hẳn thây ma đã có sự tiến hóa. Chúng ta phải mau chóng tìm được và tiêu diệt nó. Vì không có trong quan tài nên chắc hẳn nó sẽ trốn vào trong một hang động gần đó. Chúng ta phải tìm được trước trời tối. Nếu không nó sẽ ra ngoài vào nửa đêm và gây hại đến tính mạng của dân làng. Người nhà và dân làng sẽ gặp nguy hiểm. Lúc đầu tôi cứ nghĩ rằng chúng ta sẽ tìm thấy thây ma trong quan tài. Sau đó chúng ta sẽ thiêu chết nó. Không ngờ mọi chuyện không đơn giản như vậy. Con ma đã biết cách tự bảo vệ bản thân nó. Nếu chúng ta không tìm ra và tiêu diệt nó, đợi đến lúc thời tiết thay đổi, nó sẽ hấp thu đủ sức mạnh của đất trời và giết hết người trong làng. Lúc này thầy Phi Hồng có vẻ rất quyết tâm và yêu cầu mọi người. Tất cả chúng ta bắt buộc phải tìm kiếm được thây ma, chiến đấu và tiêu diệt nó. Như thế mọi người mới được an toàn. Sau đó thầy Phi Hồng yêu cầu mọi người chia nhau ra tìm kiếm tất cả các hang động ở gần đây. Trưởng làng cho mọi người biết gần đây có một sơn động rất sâu, bên trong u ám, nghe bảo vẫn còn có xương người. Bình thường không ai dám bén mảng đến gần. Hang động cách đây không xa, chúng ta đến đó kiểm tra trước đi. Thế rồi bọn họ hùng dũng tiến về phía hang động. Thầy Phi Hồng dùng một cái la bàn bát quái để xác định âm khí. Để xác nhận liệu thây ma có ở bên trong hay không, ông lấy ra một cái lọ nhỏ. Sau khi mở nắp lọ, một đám khói phụt ra, tạo ra một làn sương huyền ảo, hiện ra một con tiểu ma. Ông yêu cầu tiểu ma vào bên trong kiểm tra xem sao. Nếu có gì thì ra báo lại ngay cho ông biết. Hãy kiểm tra kỹ mọi ngóc ngách nhỏ nhất trong động. Nói rồi con tiểu ma bay vào trong. Một lúc sau, nó có vẻ sợ sệt bay ra. Nó dùng ngôn ngữ gì đó để trao đổi với ông thầy Phi Hồng. Nghe xong, ông bảo với mọi người rằng đúng là thây ma đang ở bên trong sơn động. Ông yêu cầu tất cả mọi người tí nữa phải hỗ trợ ông. Sau khi vào ta sẽ đánh nhau với thây ma, các người có nhiệm vụ kéo dây trói hắn lại. Một số người ở ngoài chất đống củi khô ở cửa hang rồi châm lửa đốt. Lửa càng lớn, càng nóng và dữ dội càng tốt.